Anh Huy xin được gửi lời chào đến toàn thể quý vị đang theo dõi chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Quý vị đang theo dõi chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện, được phát sóng vào lúc 13:15 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Như thường lệ, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ hai vị khách mời trong chương trình ngày hôm nay, một thần tượng và một bạn fan hâm mộ. Và bạn fan hâm mộ may mắn ngày hôm nay là ai? Hãy cùng chào đón bạn ấy nha. Xin mời. Lời nói đầu tiên thì cho em xin phép gửi lời chào đến quý vị khán giả. Thật ra thì bây giờ cảm xúc của em cũng kiểu khá là hồi hộp á, và cũng là rất là mong chờ, tại vì em theo dõi thần tượng cũng lâu rồi, nhưng mà phải có nhờ dịp này thì em mới có thể được gặp á. Dạ. Bạn chưa giới thiệu tên của mình nữa. Quên mất, em xin giới thiệu với mọi người, em tên là Chiêu. Tên đầy đủ của em là Võ Mộng Chiêu. Hơi Mộng lạ. Chiêu. Dạ. Không, tên đẹp mà. Không, hồi đó giờ em tự ti với cái tên của em lắm luôn á. Hồi trước là cái tên này là ông nội em đặt cho em, nhưng mà kiểu như ông nội em thần tượng thích, không phải thần tượng mà kiểu thích một cái cô biên tập viên trên truyền hình á, cô tên là Minh Chiêu, nhưng mà sau đó thì đổi là em là Mộng Chiêu, tại vì dòng họ em ai cũng đều lót là chữ Mộng hết á. Và ngày hôm nay hy vọng là Mộng Chiêu sẽ có những cái giây phút tung chiêu với thần tượng của mình. Dạ. Rồi, thần tượng của em là ai? Dạ, thần tượng của em là anh Cao Xuân Tài ạ. Wow, nam vương, không những mà đẹp trai còn tài năng nữa. Dạ. Ngoài công việc làm người mẫu nè, bạn ấy còn làm diễn viên nè, MC nè, nói chung là đa tài. Từ khi nào mà em yêu thích Cao Xuân Tài? Tại vì thật ra là bản thân của em cũng là một người khá thích nghệ thuật, và em cảm thấy là thật ra là cái con đường mà đến thành công nó rất là khó, cho nên là em rất là ngưỡng mộ những người nào nổi tiếng á, tại vì bản thân của em cũng đang đi, cho nên là em biết là anh Cao Xuân Tài đã trải qua một quá trình cũng khá là vất vả, từ đó là em thần tượng ảnh. Và trước khi gặp gỡ thần tượng của mình thì em có mong muốn gì không, để khi mà anh ấy ra đây để mang đến cho em một bất ngờ? Hồi lúc nhỏ thì em có ước mơ là người mẫu, nhưng mà kiểu như là lớn lên xong rồi kiểu bị thấp á, không có đạt được cái chiều cao đó, cho nên là em không thực hiện được. Nên là em cũng rất mong là sẽ được xem anh Cao Xuân Tài đi khách quốc, cũng như là được ảnh hướng dẫn cho em đi á, tại em thích lắm. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ người mẫu Cao Xuân Tài, xin mời. Ok, bây giờ thì với một mong muốn nữa, đó là được trình diễn catwalk cùng với thần tượng của mình với màn catwalk. Bắt đầu. Là một màn trình diễn kết quốc hết sức lộng cộng. Nói chung là ngẫu hứng đúng không ạ? Ngẫu hứng thì như vậy là khá tốt rồi. Cũng có xây nhẹ, cái mút bên trong, có xây nhẹ, có te đồ xuống nữa. Vâng ạ, và bây giờ chúng ta sẽ cùng dành thời gian để Cao Xuân Tài có thể gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả. Xin chào tất cả các quý vị khán giả đang xem chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Mình là Nam Vương Cao Xuân Tài, và ngày hôm nay rất là vui khi mà đến chương trình được giao lưu với anh MC cùng với lại bạn Mộng Chiêu. Rất là vui được gặp hai người. Yes, ok. Nói chung là Cao Xuân Tài lúc nào cũng vậy hết. Gặp Cao Xuân Tài là rất là nhẹ nhàng, rất là từ tốn, rất là điềm đạm. Không có giống như Huy. Nhưng là đã có một màn gặp gỡ, giao lưu như vậy là cũng... Thôi từ từ đi, để mình sẽ có một khoảng thời gian để chúng ta ngồi xuống, để có thể chia sẻ với nhau nhiều hơn, chứ đứng ở đây nói một hồi là mỗi giờ đó. Ok, mọi người đã sẵn sàng, chúng ta sẽ cùng đến với phần đầu tiên của chương trình ngày hôm nay nha. Và phần đầu tiên vô cùng đặc biệt luôn, đó là một ưu ái, một đặc cách dành cho bạn fan, bạn Mộng Chiêu của chúng ta, là có cơ hội để đưa ra những câu hỏi để có thể giao lưu. Thật ra thì Huy xuất hiện ở đây với vai trò là kết nối thôi, nhưng mà ở phần này thì Huy xin phép được ngồi im và lắng nghe câu hỏi và những chia sẻ của hai bạn với nhau. Và có những cái câu nào mà Huy cảm thấy mình hiểu và mình nghĩ là mình chia sẻ được đó, mình sẽ nhảy vào vui cùng với hai bạn. Nhớ vui nha anh. Nhớ vui là phải vui à. Cố gắng. Xin mời.
Chúng ta đang có mặt tại phần đầu tiên của Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao ngày hôm nay. Thì chắc chắn ở phần này thì các bạn fan sẽ rất là yêu thích. Bởi vì sao ạ? Chúng ta có cơ hội được nói chuyện, giao lưu, trò chuyện cùng với thần tượng của mình, Cao Xuân Tài. Sẽ có một lời hứa với chương trình là sẽ trả lời thật 100%. Ok, tất cả những lời mà em nói lên đây là sự thật 100%. Ok, Mộng Chiêu sẽ có những câu hỏi dành cho thần tượng của mình, phần này của em. Câu hỏi này thì tại vì em cũng quan tâm, nói chung là cũng theo dõi anh lâu rồi đó. Thì em thấy có những cái lời đồn thổi á, về cái giới tính của anh á. Thì không biết là anh suy nghĩ sao? Anh chẳng có suy nghĩ gì cả. Tại vì lời đồn thì nó vẫn là lời đồn thôi. Và mình có... dù mình có giải thích bao nhiêu lần nữa thì vẫn sẽ không bao giờ mà dẹp hết tất cả các lời đồn đó. Và anh nghĩ là mình cũng không có mắc mớ gì mà phải đi giải thích những lời đồn. Bản thân mình sống như thế nào thì mình biết như vậy thôi. Còn anh nghĩ là nó cũng sẽ không ảnh hưởng đến mình. Thôi vậy là vui rồi. Tại vì sợ anh sẽ suy nghĩ không buồn hay là gì đó. Nhưng mà em biết được vậy thì vui. Yên tâm. Không, anh sống lạc quan lắm em. Dạ. Thực ra thì cái việc mà về giới tính đó, nó cũng khá là thoải mái. Như cái thời điểm hiện tại thì mọi người nhìn nhận nó rất là đơn giản. Từ từ thì mọi người sẽ biết. Tại vì cuộc sống của những nghệ sĩ thì thật ra cũng được mọi người yêu thương và quan tâm tới. Thì có thể là sau này về lâu về dài thì mọi người cũng sẽ khám phá ra được nhiều cái bí mật hơn nữa. Chứ còn nếu như mà biết hết thì còn cái gì là vui, đúng không? Không biết là anh đã có người yêu chưa? Trời ơi. Với câu hỏi này thì anh xin trả lời là anh đang tìm hiểu một bạn. Không ấy, mình nghĩ luôn đúng. Ủa cái gì vậy? Vậy thì kiểu hơi tò mò một xíu. Em không biết như thế nào về cái gu tình yêu của anh ấy. Này, bây giờ mình không cần hỏi gu nữa. Mình hỏi luôn cái bạn mà Tài đang tìm hiểu đi. Tả sơ sơ. Thật ra thì bạn anh đang tìm hiểu về chiều cao thì khoảng tầm 1m66. Wow, cao. Thì, tính cách thì khá là hiền lành, năng động, thích chơi thể thao. Giống tả em quá ta. Trời ơi. Ví dụ như em thì chị... anh thấy em được bao nhiêu phần trăm của anh? Anh Quý đừng có nhìn em vậy, anh Quý không, kỳ thị em. Anh đang rất là ok với câu hỏi của em luôn. Anh thì anh rất là ngại khi mà phải nhận xét trực tiếp một ai đó. Nhưng mà thường thường anh sẽ nêu ra những cái điểm mà anh thích ở em. Em tự nhiên, em hay cười. Cái body shape của em thì nhìn cũng rất là ổn. Thì em thích chơi thể thao nữa thì là một trong những cái điểm mà anh cũng rất là thích. Ghi điểm. Nói chung là thần tượng của mình mà yêu thích những cái gì mà có liên quan đến mình là tự nhiên mình thấy sướng trong lòng. Có động lực ở lại chơi tiếp. Đó, đúng rồi. Ok. Em có lúng đồng tiền nữa nè. Dạ. Lúng đồng tiền, anh cực kỳ thích lúng đồng tiền. Thích lúng đồng tiền nữa, chết rồi. Anh Huy không? Hả? Đó, tại vì anh Huy có tới hai cái đồng tiền lận, cho nên là anh Huy cũng khá là thích. Cá nhân em nha, thật ra thì mặc dù em nhỏ tuổi vậy thôi, em mới có 21 tuổi à, nhưng mà bản thân em rất là cũng thích quen cái người mà lớn hơn em nhiều tuổi á. Tại vì theo em nghĩ á, là những cái người mà lớn tuổi hơn em á thì người ta sẽ rất là chững chạc và có những cái suy nghĩ rất là chín chắn, nên là khi em quen với người ta thì em sẽ cảm thấy yên tâm á. Thì em không biết là anh Huy suy nghĩ như thế nào ta, ý là không biết là anh sao em lại như vậy nhỉ? Mũi tên nhắm nhầm đích rồi. Tại anh đó. Đấy lẽ phải để cho anh Tài ngồi đây. Trời ơi, tôi có ngồi trực diện luôn như vậy mà còn lộn nữa. Hay là tại sao sức hút của anh quá mạnh nữa? Lúc. Không, đừng nói vậy, em đến đây diện Tài mà. Xin mời. Thì em không biết là anh Tài sao, nếu như mà quen một người lớn hơn anh Tài nhiều tuổi á, ví dụ từ tầm 10, 11 tuổi trở lên á, thì anh sẽ nghĩ như thế nào? Với anh thì tuổi tác thật ra là không quan trọng. Thì anh nghĩ là độ tuổi về tâm hồn anh đánh giá cao hơn. Anh thích những người có tâm hồn trẻ trung. Còn những người mà nghĩ là mình dài dặn kinh nghiệm, mình có con mắt trải đời rồi, nhiều khi họ lại áp đặt mình, hoặc là nhiều khi họ lại nói cái hướng suy nghĩ của mình là con nít còn non trẻ quá, thì anh cảm thấy không phục. Anh không có nhìn bằng con mắt kinh nghiệm của người khác. Quan trọng yêu đương với anh là phải vui, phải hòa hợp về mặt tâm hồn. Thì anh là một người khá là giàu năng lượng và anh nghĩ là anh thích sự trẻ trung. Thì nhưng mà nếu mà một người mà yêu mà hơn mình khoảng mười mấy tuổi mà tính người đó trẻ trung thì vẫn ok với anh. Dạ, em thì thích người trưởng thành hơn chứ. Dạ. Hợp lắm. Thấy anh có trưởng thành không? Có chứ, trưởng thành hơn em. Nhưng mà anh hơi nghĩ vậy nè, đời sống hiện đại của mình thì có những chị lớn tuổi hơn, nhưng mà khi mà yêu vào rồi có thể thấy ở ngoài xã hội người ta hả làm chức vị lớn, phải không? Cái đầu người ta suy nghĩ rất là nhiều, nhưng khi về với người yêu của mình thì họ như là một con mèo con vậy đó, rất là nhẹ nhàng. Em cũng nghĩ vậy. Nói chung là tâm hồn trẻ trung, năng động, vui vẻ là được.
bây giờ trong tình yêu á, người ta cũng hay bàn về vấn đề mà tài chính á, thì em cũng thắc mắc là không biết là anh Tài nghĩ sao nếu như mà quen một người mà có cái tài chính mà cao hơn mình nhiều á. À khoan đã, à, xin lỗi, đây cũng được tính là một câu hỏi nha. Anh chỉ chè cho câu đó thôi anh Huy. Mình phải bắt vô, tại vì không rồi thì bạn ấy hay có những câu hỏi phụ ở bonus thêm á thì không có được. À rồi. Anh Huy, anh phải phê em chứ. Anh phải phê em chứ. Nói chung là mình đứng giữa thôi. Thứ nhất là anh phải khẳng định luôn là vật chất với anh không quan trọng, tại vì anh nghĩ là bản thân anh có thể đạt được những thứ anh muốn bằng sức lực của mình. Dạ. Quan trọng là hòa hợp về tính cách và tâm hồn, hiểu nhau. Như vậy là ok rồi. Còn vật chất thì từ từ về, có thể là mình kiếm, có thể là cùng nhau kiếm, xây dựng nên một tổ ấm đầy đủ vật chất thì nó cũng sẽ vui hơn. Bản thân em cũng xuất thân từ một gia đình cũng không phải là có điều kiện lắm, nhưng mà được một cái là em thấy so với lại nhiều người có điều kiện hơn thì ba mẹ em sống rất là hạnh phúc với nhau. Tới bây giờ thì ba mẹ em vẫn như vậy. Cho nên là em nghĩ là vấn đề về hạnh phúc không có đặt ở việc là mình có bao nhiêu vật chất, mà quan trọng là mình nhìn nhận cái việc đó như thế nào thôi. Dạ, thì em nghĩ là mình cứ siêng năng mà làm việc thì mọi thứ nó sẽ tới à. Với câu hỏi vừa rồi chắc là mình cũng hài lòng với những gì mà mình lắng nghe được đúng không ạ? Dạ. Rồi, tiếp tục một câu hỏi nữa. Thì em không biết là trong tất cả các những cái lĩnh vực mà anh đã tham gia, đã làm á, thì anh thích nhất là ở lĩnh vực nào? Thực sự mà nói, để mà đánh giá là mình thích nhất ở một cái lĩnh vực nào đó thì anh cần phải đi đủ sâu vào cái lĩnh vực đó. Nhưng mà ở đây có một số lĩnh vực anh chưa đi đủ sâu. Lĩnh vực anh đi sâu nhất đó là người mẫu thể hình. Và về thể hình và thể thao thì là chuyên môn của anh về đại học. Học đại học thì anh khá là thích rồi. Nhưng mà về MC và diễn viên thực ra anh chưa có nhiều cơ hội để mà anh trải nghiệm trên hai con đường đó, để mà đánh giá là thích hay không thích hoặc là thích cái nào hơn. Thì sắp tới anh cần phải có nhiều cơ hội để mà rèn giũa bản thân mình, để cọ sát hơn nữa thì anh mới đánh giá chính xác được. Nhưng mà khả năng thì anh nghĩ là cả hai anh đều thích. Không, bây giờ nếu mà bắt phải lựa chọn một. Nếu mà bắt phải lựa chọn một thì có thể anh sẽ thích làm diễn viên hơn. À, thích làm diễn viên hơn. Giống em với anh Huy hả? Ủa em còn thích làm diễn viên hơn hả? Em thích làm diễn viên mà. Anh thấy em có tài ăn nói đó chứ. Em đã thử làm MC hay là người dẫn chương trình chưa? Mọi người thấy em nói nhiều thôi chứ bình thường em ít nói lắm. Em sống nội tâm lắm. Sống nội tâm lắm là mình là một chưa hề thấy miếng nội tâm nào ở đây luôn. Nói về con đường diễn xuất của Cao Thiên Tài thì xin Cao Thiên Tài có thể chia sẻ về cái vai diễn đầu tiên của mình. Một cái bộ phim điện ảnh mà em tham gia đầu tay đó là bộ phim Võ Sinh Đại Chiến của đạo diễn Bá Cường. Thì trong bộ phim này em đảm nhiệm một vai nhị sư huynh trong một cái võ đường võ ta, tức là võ cổ truyền anh. Thì trong bộ phim này em cũng gặp rất là nhiều khó khăn về cả diễn xuất hành động mà võ thuật và võ ta thì anh biết rồi, phải múa quyền mà phải múa cho ra, phải múa cho đẹp. Và cái thứ hai nữa là về kỹ năng diễn xuất của mình, thật ra mình cũng là một người rất là mới ở trong ngành. Thì mình vào mình gặp những anh chị, những bạn đồng nghiệp, mình cũng phải học hỏi rất là nhiều. Và trải qua bộ phim đó thì em cũng tích lũy được một số kiến thức hành nghề và một số cái gọi là cái kỹ năng chịu đựng á. Tại vì khi mà vào một bộ phim mà mình là người yếu nhất trong đoàn phim đó thì anh phải chịu đựng rất là nhiều áp lực. Áp lực về quay rồi diễn xuất rồi đủ tất cả mọi thứ. Thì qua bộ phim đó em cảm nhận thấy là cái sự chịu đựng và cái sự hiểu chuyện của mình tăng thêm một bậc. Đó là cái em rút được. Thì thật ra lúc đầu anh cũng có giống như Tài, và cũng có rất giống như là những cái bạn mà khi mà mới đi quay, đứng trước máy quay thì sợ là ồ cái anh quay phim này không biết ảnh có, mình quay dở quá, mình nói hoài không được, ảnh có la mình không. Thật sự là người ta không có la, người ta chỉ khó chịu khi mà mình cứ đi làm lại mà cái cảm giác của người ta là trời, tôi đâu có làm gì anh đâu mà tự nhiên anh lại áp lực tôi. Người ta cảm nhận được như vậy thì mình hãy gạt bỏ hết, mình không suy nghĩ cho bản thân mình nữa, mà mình hãy suy nghĩ cho tất cả mọi người ở đây. Ở đây tất cả mọi người đều đang mong chờ mình làm tốt cái nhân vật của mình thôi, chứ họ không có, mình không có suy nghĩ cho bản thân mình là ôi tôi sợ quá, dẹp bỏ cái sợ đó đi thì ảnh hưởng tới người này người kia. Không cần, hãy nghĩ cho người ta, người ta đang chờ đợi mình để cho mình làm tốt cái nhân vật đó thôi. Khi mà mình sợ họ là mình đang nghĩ cho bản thân mình là chắc chắn mình sẽ không làm được bất cứ gì hết. Nói chung là tập trung vào cái suy nghĩ của mình. Cảm ơn anh Huy á, tại vì cái chia sẻ của anh Huy nó cũng rất là bổ ích với em luôn á. Ngày hôm nay vừa được gặp thần tượng mà vừa được lắng nghe chia sẻ. Nói chung là mình chia sẻ một cái kinh nghiệm, giúp được cho ai thì tốt cho người đó. Có bao giờ kiểu như là các anh chị thấy tụi em á, thì các anh chị có kiểu giống như là sẽ nhớ lại mình dần ngày xưa á? Có chứ. Tài thì như thế nào? Tài có bao giờ mà nhìn thấy những cái bạn diễn viên mới rồi mình hồi xưa mình cũng ngây ngô giống vậy nè, mình có tự nói với bạn ấy là thôi không sao đâu, hồi xưa anh cũng vậy nè, có bao giờ Tài có gặp... luôn. Đó là đầu tháng nay luôn. Đầu tháng nay em có đi quay một cái show quảng cáo thì gặp một bạn nữ diễn chung cảnh đó với em, và bạn nữ thì lần đầu tiên đi quay, thành ra là cái show quảng cáo đó là bạn đó là phải
tạt nước vào người của em, và theo là em phải té, mà té một cách giật cái đùng rất là mạnh luôn. Thì bạn đó diễn cảnh đó hoài không được, cái em phải té hoài. Xong rồi bản thân bạn đó thấy em té hoài, xong bản thân bạn đó tự bị áp lực, tự bị ngại nữa, rồi bản thân em thấy bạn đó như vậy thì em té, mặc dù té lên là như bị say rượu vậy đó, đầu óc choáng váng, nhưng mà mình vẫn phải trấn an bạn đó, vẫn phải cười nói bạn đó để cho tâm lý bạn nó ổn định, còn không thì mình sẽ quay tới sáng. Đúng rồi, nói chung là mình có những cái chia sẻ với họ thì họ sẽ cảm thấy tự tin hơn. Nhiều khi giữ tâm lý người ta vui vẻ thoải mái thôi. Đúng rồi. Bây giờ thì đến với chương trình thì 5 câu hỏi thì em đã hỏi hết rồi. Anh cũng muốn hỏi một câu với Cao Xuân Tài, đại diện cho nhiều người đi, không biết là dự định sắp tới của Cao Xuân Tài là như thế nào? Nói về dự định sắp tới thì trước đây em cũng đã lập ra rất là nhiều kế hoạch cho năm nay rồi, thậm chí là năm sau nữa. Nhưng mà đùng một phát dịch, rồi sau mọi kế hoạch của em là coi như là đổ sông đổ biển cả. Cho nên là tới thời điểm bây giờ thì em nghĩ là cơ hội nào tới mình sẽ nắm lấy cơ hội đó trước và thử trước. Miễn là nó nằm trong cái vòng mục tiêu của em, ví dụ như là mục tiêu là MC, diễn viên hoặc là người mẫu đi diễn show gì đó. Còn bây giờ mọi kế hoạch thì tạm thời gác nó qua một bên. Anh thấy là trong cái khoảng thời gian mà sau dịch á, thì anh thấy là mọi thứ gần như là mọi người đều trở lại vạch xuất phát. Cho nên là khi mà mình có một cái cơ hội nào đó, mình phải nắm bắt cái cơ hội đó và mình phải làm thật là tốt. Bởi vì sao, ai cũng ở cái vạch xuất phát hết, và bây giờ chúng ta sẽ cùng chạy. Cho nên là giống như ngày hôm nay, sau đợt dịch nghỉ rất là lâu mà Huy có cơ hội được hợp tác cùng với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao ở đây với vị trí MC, và Huy cũng đang rất là cố gắng để có thể mang đến đây rất là nhiều niềm vui và có thể chia sẻ tất cả mọi người, và Huy rất là trân trọng cái cơ hội này. Qua lời nói của anh Huy, em cũng xin cảm ơn mấy anh chị đã mời show em ạ. Như vậy là chúng ta đã có những câu hỏi, những chia sẻ rất là vui, rất là thú vị trong cái phần đầu tiên của chương trình. Thì không biết là cảm xúc của em như thế nào sau khi mà mình được gặp gỡ Cao Xuân Tài và được trò chuyện từ nãy giờ? Thật ra thì xúc động á. Kiểu là nói chung là ngày hôm nay em cảm thấy rất là vui vì được gặp anh, cũng như là được lắng nghe chia sẻ của anh cũng như là anh Quy, những người em tạm gọi là thần tượng, cũng như là những anh chị đã đi trước. Em cũng có được những cái trải nghiệm cũng như là những cái bài học đầu đời của em á. Em có một lời gửi đến anh Tài á, là sẽ có rất nhiều ý kiến trái chiều và không tốt. Em mong là anh đừng có bận tâm đến những lời nói đó. Anh cứ làm công việc của anh. Bên cạnh những lời thị phi đó thì sẽ có em cũng như là các bạn fan sẽ luôn theo dõi và đồng hành ủng hộ anh. Cảm ơn em. Một lời chia sẻ rất là thật tâm đến từ bạn Mộng Chiêu. Và nghe như vậy thì mình cũng ấm lòng một phần nào, đúng không Tài? Và cảm xúc của Tài như thế nào khi mà ngày hôm nay mình được gặp gỡ một bạn fan của mình? Đầu tiên thì anh cảm ơn em vì đã thần tượng anh, và là cũng có duyên gì đó thì anh em chúng ta sẽ gặp nhau ở đây. Hy vọng là sau này anh sẽ được gặp em ở những cái nơi khác nữa, có thể là mình có thể là vai trò là đồng nghiệp với nhau. Và những câu hỏi mà Mộng Chiêu đem đến đây hỏi thì anh cũng cảm ơn những câu hỏi của em, tại vì thực ra đây là những câu hỏi mà không chỉ mình em thắc mắc đâu. Anh biết là có rất là nhiều bạn fan khác của anh cũng đã thắc mắc. Thì ngày hôm nay hy vọng là qua những cái phần mà anh vừa trả lời vừa rồi thì các bạn cũng sẽ thỏa lòng một phần nào đó. Và hy vọng rằng sau này anh có thể có dịp mà giao lưu để cho tất cả các bạn có thể hiểu rõ anh nhiều hơn nữa. Cảm ơn em. Dạ. Rồi, và vừa rồi thì chúng ta đã kết thúc phần đầu tiên của Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao, và chúng ta sẽ cùng đến với phần thứ hai năng động và vui nhộn hơn. Nè, trước hết chúng ta sẽ cùng nghỉ giải lao và chúng tôi sẽ quay trở lại với vòng 2 của Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Và chúng ta đang có mặt tại phần 2 của Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Đây là một phần thi vận động. Không biết là bình thường ở nhà thì bạn chắc là cũng rất là thích thể thao đúng không? Tài thì chắc là Nam Vương rồi. Em thích thể thao mà không chơi môn này anh. Biết là môn gì luôn hả? Lắc vòng biết rồi. Lắc vòng cho vòng eo nhỏ. Bình thường em có hay lắc vòng không? Dạ không, tại bình thường thật ra là tại sức em nó cũng yếu á, nên là em tập thể dục thì em chỉ chạy bộ thôi. Còn mấy cái bài tập giống như là anh Tài hay tập thì em tập cũng nổi, mệt lắm. Không tập giáo án căn bản em. Có giáo án căn bản. Từ mình phải từ cái nền móng rồi bắt đầu mình đi lên. Thì ngày hôm nay bình thường thì mình không có tập lắc vòng. Ngày hôm nay thì cũng không có cơ hội để mình tập từ những cái căn bản đi lên. Bởi vì chúng ta chỉ có khoảng 3 phút để thực hiện cái thử thách này thôi. Cho nên hơi căng thẳng. Và trong 3 phút đó chúng ta sẽ thực hiện thử thách này. Và thử thách này sẽ diễn ra như thế nào? Và Huy sẽ đứng ở vị trí bông hoa. Sẽ có 3 bông hoa. Và trong thời gian 3 phút, một bạn sẽ đứng ở đầu bên kia, một bạn sẽ nhận vòng.
lắc vòng và đi đến người chơi ở vị trí thứ hai. Và người chơi vị trí thứ hai sẽ tiếp sức từ vị trí đó và mang bông hoa trở lại vị trí của Huy. Trong 3 phút hoàn thành, 3 bông hoa được cắm vào lọ sẽ trở thành người chiến thắng. Thử thách vô cùng đơn giản khi mà nói, còn để làm thì sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ được quyền thực hiện thử thách này với 3 lượt. Và lượt đầu tiên chúng ta sẽ lắc bằng hông. À, nếu như cảm thấy khó khăn quá, lượt thứ hai chúng ta có thể lắc bằng tay. À, và lượt thứ ba bắt buộc chúng ta sẽ phải quay trở lại lắc bằng eo. Không biết là hai người chơi đã hiểu luật của chương trình chưa? Em hiểu. Em không hiểu. Đã hiểu. Và ai sẽ là người ở vị trí thứ hai? Để em cho, để anh để ở vị trí này. Dạ. Nhưng mà người ta nói là đầu xuôi đuôi lọt á. À dạ. À, em muốn bên này đúng không? Dạ. Rồi ok, em bên này luôn. Rồi. Mộng Chiêu sẽ đứng ở vị trí bên kia. Bạn sẽ được nhận một chiếc vòng. Và Tài cũng sẽ nhận được một chiếc vòng. Và bây giờ, thời gian bắt đầu. Di chuyển nào. Trời ơi. Lắc, phải lắc vào, phải lắc vào. Lắc. Lắc ngớt ở đâu, ngã ở đâu, đứng lên ở đó. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, hay quá, hay quá. Eo nhỏ nè, eo nhỏ. Hay quá. Wow. Tiếp tục một bông hoa. Vòng 2 quay bằng tay. Có vẻ như là bạn thuận lợi ở không, em lắc tay được. Được, được, được. Rồi, được, lắc tay được, quá được, đơn giản. À, vòng này lắc tay đúng không? Vòng 2 được lắc tay, quay bằng tay. Vòng 3. Khoan khoan, để em lắc trước đã, để em lắc trước đã. Vì quá dễ dàng cho nên luật của chúng ta trở thành 5 lần. 5 lần. 5 lần quay. Cố lên, hay quá. Hay quá em ơi. Còn 2 lần nữa. Còn 2 lần nữa. Tiếp tục. Đúng cái này là tay. Bây giờ lên lượt tay. Tay, 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 tay. Khá đơn giản. Wow, khá đơn giản. Bông hoa thứ tư rồi, thời gian của chúng ta đang trôi qua. Bây giờ lắc eo. Eo của Chiêu nhỏ lắc dính nè, eo em không nhỏ lắc không dính. Thời gian 2 phút rồi, còn 1 phút thôi. Chưa. Về. Wow, tiếng chuông đã reo lên và chúng ta đã hoàn thành 5 bông hoa trong thời gian như thế nào? Chúng ta sẽ cùng đến đây để lắng nghe kết quả. Nói chung là tan hoang hết luôn rồi cái sân khấu của chúng tôi. Mệt không em? Dạ, mệt. Còn cái này là lúc đầu em nói với anh là em không có hay lắc vòng, nhưng mà em lắc rất là siêu. Rồi cảm giác của em như thế nào khi mà mình thực hiện cái trò chơi này? Em cảm thấy là kiểu như em đang thu nhỏ lại được xíu. Trời ơi. Quá kỳ vậy hả? Thần kỳ. Bình thường nhà em lười vận động lắm, nhưng mà nhờ chơi vậy cái kiểu mùa dịch cũng ăn hơi nhiều á. Xong bây giờ có cơ hội được luyện tập mà còn tập với anh Tài nữa. Có phải là vì tập với anh Tài cho nên em đã cố gắng đi rất là nhanh và lắc rất là điêu luyện? Đúng rồi, sợ mất mặt trước thần tượng. À, còn Tài thì như thế nào? Cảm thấy về cái phần thi này. Em cảm thấy là về phần tay thì rất là dễ nha. Nhưng mà về phần hông á, thì em cảm thấy là cái vòng này hơi nhỏ so với lại thân người của em. Với lại cái thứ hai nữa, hình như là eo của Chiêu á, thì nó có cái đoạn eo này. Có cái eo. Đúng rồi, mình thì mình thẳng một nguyên một đường. Xong rồi mình còn cấn mắt, cấn cơ. Không có đi được, không có đi được. Đó là anh nói nha. Nói chung là vượt qua được thử thách của chương trình với 5 bông hoa. Và trong khoảng thời gian là 2 phút 30 giây, xin chúc mừng. Như vậy là chúng ta đã giành chiến thắng ở phần thử thách của chương trình ngày hôm nay. Xin chúc mừng hai bạn. Vâng ạ, hai phần thi của chương trình ngày hôm nay đã mang đến đây rất là nhiều niềm vui cho tất cả mọi người, cũng như là hai khách mời đến với chương trình. Và hai bạn đã xuất sắc giành được chiến thắng trong phần thi của mình, vượt qua chướng ngại vật
vượt qua những thử thách để có thể nhận được phần quà của chương trình ngày hôm nay. Đó là một voucher ăn uống đến từ Tasty Kitchen và dành tặng cho bạn fan Mộng Chiêu của chúng ta. Thôi, nhờ Cao Xuân Tài sẽ trao phần quà này cho bạn nha. Đây, xin mời Tài. Em. À, tặng em cái voucher. Ok, đây là một phần quà nhỏ nhỏ dành tặng cho Mộng Chiêu đến đây cùng với Cao Xuân Tài ngày hôm nay. Và không biết là cảm xúc của Mộng Chiêu ngày hôm nay như thế nào? Ăn. Vui. Tập nhiều mà ăn quá trời hả? Tập ít mà ăn, cảm thấy là sắp được ăn nhiều rồi đó. Nhưng mà thật ra thì quà hay là vui chơi gì đó nó cũng không quan trọng bằng hôm nay đến đây được gặp thần tượng của mình là được. Rồi. Qua hai phần thi thì ngày hôm nay em cảm nhận như thế nào về Cao Xuân Tài, thần tượng của mình? Thì em cảm thấy lúc mà em theo dõi ở trên mạng á thì em không nghĩ là anh Tài sẽ thân thiện như vậy. Thường là trong đầu em mặc định là những người nổi tiếng á là họ sẽ có một cái khoảng cách gì đó với lại mọi người á, nhưng mà nãy giờ ở dưới, ở trong cánh gà hay là gặp anh Tài ở ngoài thì anh Tài nói chuyện rất là thân thiện. Cho nên là em cảm thấy là đúng thần tượng, đúng người. Thật ra là anh cũng nghe câu này cũng từ một số người nữa rồi. Lý do mà anh không có thân thiện lắm ở trên mạng đó là tại vì anh ít lên mạng thôi, chứ không phải là do anh không có thân thiện. Còn gặp ở ngoài thì anh sẽ cảm thấy là vui vẻ và dễ tiếp xúc, dễ hòa đồng hơn. Tại rất là năng động và rất là vui vẻ, đúng không? Chắc vậy đó. Chắc vậy đó. Nói là chắc vậy đó mọi người. Vâng, cảm ơn Cao Xuân Tài cũng như là bạn Mộng Chiêu đã đến với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao ngày hôm nay. Và cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Và chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao với khung giờ phát sóng quen thuộc 13:15 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện. Đến đây xin chào và hẹn gặp lại. Và qua đây thì Tài cũng rất là vui khi mà được gặp bạn Mộng Chiêu, là một bạn trẻ rất là năng động, rất là nhiều năng lượng, hay cười, rất là tự tin. Thì Tài cũng chúc cho bạn Mộng Chiêu sẽ thành công hơn nữa trên con đường của mình và luôn luôn theo đuổi đam mê của mình, không từ bỏ. Mọi người ơi, mình vừa mới tham gia một chương trình cùng với anh Tài á, và mình cảm thấy anh Tài là một người cực kỳ dễ thương và lạc quan luôn á. Chúc cho anh Tài sẽ luôn luôn thành công trên con đường nghệ thuật của anh ấy.